Xin kính chào quý vị. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình Lối ra của chúng tôi nói về nỗi buồn và cách vượt qua nỗi buồn hậu ly hôn. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng chào đón một vị khách mời của chương trình, ca sĩ Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi, tên thật là Huỳnh Phương Khanh, cô sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng, người dẫn chương trình và doanh nhân. Trước khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi từng là một nam ca sĩ khá nổi tiếng vào cuối thập niên 90 và thập niên 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh, thu hút nhiều sự quan tâm và tổ chức nhiều live show đình đám vào thời điểm đó. Sau đó, cô ngừng hoạt động một thời gian khá dài. Năm 2012, cô sang Thái Lan thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới trở thành nữ ở tuổi 35. Sau khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi đã trải qua hai mối tình dang dở. Đến năm 2017, cô kết hôn và sau 4 năm hôn nhân nhiều thăng trầm, một lần nữa, Khánh Chi bước vào vòng xoáy, tìm lối ra cho chính bản thân mình sau khi kết thúc cuộc hôn nhân mà chính cô cũng không hề muốn chấm dứt. Chào Chi. Mời Chi ngồi. Cảm ơn Chi rất nhiều vì đã đến với chương trình hôm nay. À, nâng ly một chút. Cảm ơn anh. Lúc đầu mình hơi bối rối trong việc là sẽ gọi Chi với danh hiệu gì thì phù hợp. MC, diễn viên, nhà sản xuất hay là như nhiều người biết nhiều nhất là ca sĩ. Thì vừa rồi anh cũng giới thiệu là ca sĩ. Như vậy là có gọi là chuẩn không nhỉ? Dạ, gọi em sao cũng được anh. Thế em thích gọi nhất là như nào? Em thích gọi, anh gọi em là Khánh Chi. Khánh Chi, công chúa Khánh Chi hay gì hay là... Dạ, công chúa cũng được mà người thường cũng được anh. À, công việc hiện tại của Chi thì thế nào? Công việc hiện tại của em á, ngoài là ca sĩ thì thỉnh thoảng thì em đi quay cho chương trình Come Out là MC. Rồi em đi đóng phim. Kinh tế chính của em bây giờ là bán hàng online. À, thế là tức là một MC, một diễn viên, một ca sĩ giàu lên là nhờ bán hàng online. Dạ, bán hàng online với lại ca sĩ, hai cái cộng lại mới giàu được. Tại vì cũng nhất là qua đợt dịch đúng không, thì mọi công việc nó đình trệ lại, thì lúc ấy là mọi người cũng tìm ra những cái hướng mới trong công việc của mình. Nhưng mà bán hàng online là phải có duyên lắm mới bán được ấy. Tại vì mình cũng thử rồi không bán được. Dạ, bán hàng online lúc mùa dịch thì nhiều người khán giả ủng hộ em á, em bán cũng được lắm. Cũng nhờ bán hàng online mà kinh tế của em bây giờ ổn định. Còn tiếp tục không? Chị dạ, em đang bán bình thường em. Vẫn bán bình thường, mặt hàng bán là gì? Em bán nhiều thứ lắm. Thường là em bán mỹ phẩm, rồi em bán quần áo nữa. Bán quần áo. Đầm đi chơi được á. À, công việc dẫn chương trình thì sao? Có bận rộn lắm không? Quay cho chương trình Come Out là một tháng quay một lần. Một lần là quay 5 số. Như vậy là cũng vẫn lên hình bình thường, đều đều là duy trì được hình ảnh rồi. Cũng như anh thi thoảng phải chọn một số chương trình để mỗi tuần lên sóng một lần, để cho mọi người còn nhớ mặt, không thi thoảng lên mọi người cũng quên mất mặt. Đấy. Còn ca sĩ thì sao? Công việc vẫn... Ca sĩ thì thỉnh thoảng được. Thì em vẫn đi hát. Nhưng mà em không hát nhiều là tại vì do thứ nhất em cũng có con. Rồi cái shop nó cũng quá bận đi. Nên em phải quản lý shop, mọi thứ. Thì một mình em làm thì thời gian nó chiếm rất là nhiều. Nên và sức khỏe em từ khi sau khi chuyển giới thì em không có được khỏe như ngày xưa. Nên em ít đi hát lắm. Có đi hát nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Một tháng em hát chừng 1-2 show thôi, không hát nhiều. Mình tưởng thời gian thì nó sẽ bình phục, cái sức khỏe là sẽ hồi lại, chứ mà nó vẫn sụt so với lại cái thời mình chưa chuyển giới. Nó chỉ khỏe so với lại vết thương mình nó lành thôi. Chứ sức khỏe mình nó giảm mà nó vẫn giảm. Thế ngày xưa nếu là 10 thì bây giờ mình còn khỏi. Ngày xưa tới 10 bây giờ em nghĩ khoảng chừng 7, 8. Vậy thì cũng gọi là cũng không suy giảm nhiều lắm, vẫn đủ sức hát bình thường. Không anh. Ví dụ ngày xưa hát mười mấy bài, giờ hát chừng 3-4 bài là khan tiếng. Ôi dồi. Bây giờ em dễ bị khan tiếng đó. Hát gì mà hát đến mười mấy bài, bình thường ca sĩ người ta đến một chương trình hát cùng lắm là 3-4 bài thì hát mười mấy bài. Ngày xưa mà hát live show một quán bar là phải hát từ 10 bài trở lên anh, đâu có mắc hát dưới. Bây giờ trò chuyện về Chi của thời kỳ trước khi bước vào hôn nhân. Chương trình này có một quy định đó là anh em mình ít nói về cuộc hôn nhân thôi. Tại vì dù sao nó cũng là một cái thứ đã đi qua rồi. Trước khi bước vào hôn nhân thì Chi là người như thế nào? Trước khi bước vào hôn nhân, nói chung là trước khi làm con gái là em đã muốn có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn. Nói chung là tại em muốn có một mái ấm gia đình. Nhưng mà phải nói là nếu như cái hành trình đến hạnh phúc, đến với ngôi nhà hạnh phúc mà như Chi ước ao, đối với Chi thì còn vất vả rất nhiều, vì Chi còn phải trải qua cả một cuộc gần như là phẫu thuật mà rất là vất vả và nói chung cũng đau đớn.
Và khi trải qua được việc đấy rồi để tìm kiếm đến hạnh phúc thì lúc đấy Chi có đặt những cái gọi là tiêu chí gì để tìm chồng cho mình không? Nói chung em không có tiêu chí. Tại vì em chỉ nghĩ là mình gặp nhau mình hợp. Thứ nhất là hợp gu. Thứ hai là người đó thương mình thật lòng, cùng đi với mình, cùng một chí hướng là mình ok thôi. Tại vì em nghĩ là tại vì muốn lâu dài mà. Lâu dài thì quan trọng nhất đó là cái tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật. Cùng nhau mà xây đắp. Thì em, cái tiêu chí em là như vậy. Tuy nhiên chắc là sẽ có nhiều người tìm đến Chi, nhưng tại sao Chi lại chọn người đó thì chắc chắn là phải có một cái... Em nghĩ là có duyên. Có duyên nữa. Có duyên, có nợ thì mình mới ở với nhau được. Thì em nghĩ là khi mình gặp một người đó, tự nhiên mình có một cái ánh nhìn, mình có thiện cảm người đó, mình có tình cảm người đó. Thì mình mới tìm hiểu được. Mình tìm hiểu sâu và mình thấy hai người có một gì đó đồng cảm. Mình có đọc một cái tài liệu, người ta nói rằng là bất kỳ ai trên thế giới này yêu nhau ấy, dù cái thời gian tìm hiểu có dài ngắn cỡ nào, thì thực ra người ta đã quyết định cái chuyện yêu hay không người đấy từ 10 giây đầu tiên. Và mình cũng không tin lắm đâu, tại vì mình mà gặp vợ mình chẳng hạn thì cái thời gian đầu tiên thì là mình rất ghét vợ mình. Vợ mình chắc cũng có ghét mình nhưng không nói ra. Thế nhưng mà cũng 10 giây đầu tiên là tự nhiên nhìn đã thấy ghét ghét rồi, và càng về sau nó đỡ ghét đi thì cuối cùng lấy làm vợ. Thì với nhiều người cũng vậy, thì cứ 10 giây đầu tiên mình nhìn thấy là mình cũng thấy có thiện cảm. Với Chi thì 10 giây đầu tiên là như thế nào? 10 giây đầu tiên em thấy tình cảm là em mới yêu được. Em là tiếp người vậy. Có vẻ như là Chi sẽ thiên về cảm xúc nhiều hơn. Em là sống nghiêng về cảm xúc mà. Trong khoảng bao nhiêu phần trăm cảm xúc, bao nhiêu phần trăm lý trí? Em nghĩ đối với em á, tùy thôi lúc. Nhưng cái ấn tượng ban đầu nó phải là cái cảm xúc. Cảm xúc mình thích rồi. Sau đó mình tìm hiểu, bắt đầu mình mới quyết định bằng lý trí. Nhưng cái quan trọng em là đầu tiên gặp một người đó là phải có cảm xúc. Phải có thích. Thế thì anh nghĩ là lý trí chỉ mang tính chất gọi là minh họa để chứng minh cho cái cảm xúc của mình thôi, chứ còn gần như cảm xúc đã quyết định rồi. Cái lý trí nó là một con mộc để đóng vô, để mình chốt đơn anh. Gọi là để giải quyết. Để giải quyết cho nó xong cái phần của cảm xúc đã chọn, chứ còn gần như vậy thì em sẽ chọn các vấn đề. 70 là cảm xúc, 30 là lý trí. Thế là vẫn ít đấy. Anh nghĩ phải đến 90% là cảm xúc, lý trí chỉ giải quyết nốt phần còn lại thôi. Nhưng có những lúc em phải quyết định mạnh mẽ bằng lý trí. Và rồi một cuộc hôn nhân phải nói là Chi rất vất vả để có được, để thực hiện ước mơ mái ấm của mình. Thì rồi đến một lúc cũng sau 4 năm đúng không nhỉ? Sau 5 năm. 5 năm thì nó đã dừng lại. 1 năm yêu nhau, 4 năm cưới là 5 năm. Là 5 năm thì cuộc hôn nhân đấy đã dừng lại. Vậy thì từ cái thời điểm, nếu tính từ cái thời điểm mà chính thức ly hôn thì và cái thời điểm mà Chi bắt đầu có suy nghĩ rằng là mình sẽ phải chấm dứt cuộc hôn nhân này, thì cái khoảng thời gian này kéo dài khoảng bao lâu? Em chưa có suy nghĩ là muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Kể cả đã ly dị rồi. Kể cả ly dị rồi. Tại vì có nhiều chuyện nó rất là khó mình trải lòng. Nhưng mà tại vì anh hỏi thì em nói là em không có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng có nhiều thứ nó xảy ra, nó làm cho cuộc hôn nhân này đi đến cái chuyện là kết thúc. Và cái chuyện kết thúc trong cuộc hôn nhân này là Khánh Chi nghĩ là không ai muốn hết. Có lẽ là mình hết duyên hết nợ, nó sẽ khiến ra nhiều chuyện để dẫn đến cái chuyện mà không ai muốn. Nó thành một cái kết là tan vỡ. Bản thân em thì em chưa bao giờ, tại vì khi mà em mà có một, em ao ước có một cuộc hôn nhân thì đâu phải dễ dàng em để cho nó rẫy đổ một cách đơn giản, và em là cũng có suy nghĩ là phải chấm dứt cái cuộc hôn nhân đó. Em chưa có bao giờ có suy nghĩ chấm dứt cuộc hôn nhân đó. Nhưng tại sao hai người không cho cái tình yêu đó một cơ hội? Tại vì trong cái gia đình nó có nhiều khi nó có những chuyện mâu thuẫn, không phải là lúc nào mình cũng có thể giải đáp được. Hai người nó khó mở lời, cái kiểu giống như nó khó mở lời. Nên tụi em có những cái mà nó hiểu lầm. Từ cái hiểu lầm nó rồi mỗi người đều có một cái to quá lớn. Nên nó xảy ra những cái chuyện nó đi quá xa. Mình thấy với thời gian qua mình dẫn cái chương trình Lối Ra này, mình thấy cũng có rất nhiều người cũng trải qua cái giai đoạn đấy. Và họ thì thường cho cái cuộc hôn nhân đấy thêm một chút cơ hội. Ví dụ như cả hai đều là cái tôi quá lớn chẳng hạn, thì ok bây giờ cách nhau ra một chút đi, để xem là mình ngồi mình tĩnh lại, mình nghĩ lại xem là mình có nên gọi là giảm bớt cái tôi của mình để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân không. Tại vì dù sao giữa hai người chắc là sẽ có rất nhiều những điểm chung, rồi còn có cả con cái, rồi gia đình, rồi bao nhiêu mối quan hệ khác phụ thuộc vào cuộc hôn nhân đấy. Đúng em, tụi em cũng cho nhau cơ hội nhiều đó. Và như vậy là cuối cùng cũng dù sao nó cũng đã dừng lại rồi. Thì cái giai đoạn mà mỗi một cuộc hôn nhân dừng lại bao giờ nó có nỗi buồn. Theo như Chi thì cái khoảng mà trước khi ly hôn
và khoảng sau khi ly hôn thì giai đoạn nào đối với Chi là giai đoạn khó khăn hơn? Nói chung ra đối với Khánh Chi là giai đoạn nào cũng khó khăn hết. Tại khi mình, nếu như mà trước khi ly hôn á thì mình có người chồng mình phụ mình thì đương nhiên mình đỡ vất vả hơn. Sau khi ly hôn thì mình làm một mình lo hết mọi thứ thì đương nhiên mình phải vất vả hơn rồi. Nhưng cái nỗi buồn trước khi ly hôn và sau khi ly hôn nó khác nhau. Và trước khi ly hôn có nhiều cái mâu thuẫn không hiểu nhau, nhiều khi là mình không hiểu nhau trong cái hôn nhân đó làm cho mình buồn. Nhưng khi sau khi chia tay ly hôn thì mình lại luyến tiếc cái mối tình đó. Thứ nhất là và mình vì mình giống như mình bị quen hơi rồi, mình thiếu cái hơi đó, mình khó, rất là khó sống. Và em nghĩ là cái kỷ niệm nó sẽ không bao giờ quên được. Đó với Khánh Chi bây giờ từ đây tới lúc mà 20-30 năm nữa Khánh Chi sẽ cũng không quên cái kỷ niệm này, tại vì là vợ chồng mà. Cứ hỏi đàng hoàng đâu có phải dễ quên được. Khánh Chi có thể bước tiếp một cuộc tình mới, một con đường mới, nhưng Khánh Chi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này. Và nó mới dừng lại cách đây độ khoảng mới có 4 tháng thôi. 4 tháng, tức là cái vết thương đấy vẫn còn anh. Phải nói rất thú vị là cuộc hôn nhân này mới chấm dứt được độ khoảng đến thời điểm quay chương trình Lối Ra này là 4 tháng. Và tôi nghĩ là với một cuộc hôn nhân rất sâu sắc, bản thân Lâm Khánh Chi cũng tôi nghĩ cũng chưa thoát ra khỏi được nỗi buồn của một cuộc ly hôn. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ cứng nhắc format của chương trình Lối Ra rằng là phải là những người đã thoát được ra khỏi cái nỗi buồn đấy rồi và đến đây chia sẻ về cách họ thoát ra thì chương trình có khi lại hơi đơn điệu. Và Lâm Khánh Chi cũng là một trường hợp mà tôi nghĩ cũng rất đặc biệt của chương trình Lối Ra khi mà cô ấy còn đang chìm ở trong đau khổ. Và hôm nay cô ấy đến, cô ấy nói chuyện, cô ấy cũng đang cố gắng lạc quan nhất có thể. Cô ấy có thể kìm nén xúc động. Cô ấy có thể cũng đang cố gắng tìm được, kiếm được một cái lối ra cho bản thân mình. Nhưng mà bằng cảm nhận thì tôi cảm nhận là cô ấy vẫn còn đang ở trong giai đoạn đau khổ. Rõ ràng là cuộc hôn nhân này rất là ý nghĩa với cô ấy. Nó đã kéo dài được 4 năm, hai người cũng đã có con và rồi lại dừng lại. Chúng ta thường chứng kiến những vết thương đã thành sẹo, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng được nhìn một vết thương mà tôi nghĩ là nó chưa thành sẹo. Lâm Khánh Chi là một trường hợp khách mời vô cùng đặc biệt của chương trình. Không chỉ bởi thân phận của cô là một người chuyển giới, một người mà vô cùng can đảm để mà từ chối cái sắp xếp của tạo hóa để quyết định lại thân phận của mình, từ những đau đớn, từ những hy vọng, từ những cố gắng để mà được sống với chính bản thân mình, thì cô đã có một cái quyết định là cô thậm chí là từ chối chính cơ thể mà bố mẹ dành tặng mình. Cái đặc biệt của Lâm Khánh Chi không chỉ dừng ở việc là thân phận cô đặc biệt như vậy mà bởi cả hoàn cảnh của cô nữa. Có lẽ đây là một cái vị khách mời duy nhất trong chương trình thậm chí còn chưa tìm thấy lối ra. Câu chuyện của Khánh Chi cho thấy rằng là cô vẫn đang ở những cái khoảng gọi là những cái vực thẳm của cảm xúc. Cô đang ở những cái tháng ngày mà đau buồn nhất, cô vẫn chưa thoát ra được. Thực sự là với một mất mát tình cảm mà cái tình cảm đấy lại còn rất là sâu sắc với một con người nặng tình, với một con người mà rất là khó khăn có thể tìm thấy được một hạnh phúc mà chúng ta có thể hình dung là nó đáng nhẽ ra nó rất là phải bền vững á. Đấy là một mái ấm, một người bạn đời. Thì cô đã phải dừng nó lại khi còn quá nhiều tình cảm. Thì với một cái tâm cảm như thế thì chắc chắn là cái nỗi đau khổ của Lâm Khánh Chi sẽ còn sâu sắc hơn những người khác rất là nhiều. Tại vì em là tiếp người là làm việc và kinh tế em là em tự sống, em tự lo. Không ai lo cho em hết nên em cũng phải gói ghém lại cái nỗi buồn để mình tập trung vào công việc, để mình sống, để mình nuôi con, mình nuôi bản thân mình. Đương nhiên thỉnh thoảng ai mà nhắc một câu hỏi thôi về người của em thôi, em chạnh lòng liền. Đang vui vậy ai cũng hỏi là ủa chồng em đâu, giờ đang ở đâu thôi. Nhiều khi người ta biết là mình đã ly hôn rồi nhưng nhiều khi người ta vô tình ta hỏi, hay là không hiểu lý do sao tại sao người ta bất chợt ta hỏi cái đó, em chạnh lòng liền, rất buồn. Thế thì liệu chương trình này của anh có đang làm Chi buồn không? Anh á hả? Em nghĩ là cũng đến lúc em cũng phải cần chia sẻ. Thì em nghĩ là em sẽ không buồn. Tại vì mới có 4 tháng thì anh nghĩ là Chi quá là dũng cảm khi mà nhận lời lên chương trình để chia sẻ về cuộc hôn nhân mà nó mới dừng lại cách đây 4 tháng. Anh cũng có những người chị mà họ đã rời khỏi cuộc hôn nhân đấy khoảng 20 năm. Nhưng mà khi gặp lại thì bạn bè luôn phải bảo nhau rằng là đại khái không được gợi bất kỳ một cái gì liên quan đến cái kỷ niệm cũ. Vì nếu chỉ cần gợi lại kỷ niệm cũ là thôi, bà ấy đáng buồn. Em đang nghẹn lòng đó anh.
trái tim em đang co thắt lại đó. Nhưng mà tại vì em nghĩ là em cũng phải đối diện với sự thật. Em không dũng cảm như anh nghĩ đâu, nhưng mà tại vì cái cách chia sẻ của em nó thật lòng. Và em nghĩ em thật lòng. Và em nghĩ cái thời gian này 4-5 tháng rồi, mà chương trình là nhiều chương trình mời rồi. Và em nghĩ là đến lúc em cũng phải nói. Em nói ở đây là giống như mình chia sẻ thôi. Hiện tại giờ em vẫn chưa vượt qua được mà. Em cũng không dũng cảm giống như là anh nghĩ đâu. Thực sự bên trong của em nó rất là yếu đuối. Có thể em nói chuyện với anh đây, nhưng mà trong lòng em trái tim nó đang co thắt. Nhưng mà em nghĩ là em muốn vượt qua được thì em phải đối diện với nó. Cho dù 2 năm nữa, biết đâu 2 năm nữa cái cảm xúc của em chia sẻ nó sẽ khác với cảm xúc bây giờ. Nếu như ai cũng 2-3 năm sau ly dị rồi mới chia sẻ thì nhiều khi cái cảm xúc nó không trọn vẹn và nó không nóng như thời điểm này. Công nhận, công nhận. Thì em nghĩ là với em không bản lĩnh, em không cho em là bản lĩnh. Em chỉ nghĩ là em dám chia sẻ với những gì đã trải qua và em cảm thấy là em hơi mạnh mẽ một chút xíu thôi. Tại vì khi một người mà dám đối diện mà ngồi 4 tháng trời mà chia sẻ một mối tình mới đây không phải đơn giản ai cũng làm được. Thì chính vì cái điều đó em rất mong mọi người sẽ hiểu em và thương em và nhìn một cách thoáng. Tại vì cuộc đời của ai không bao giờ ai muốn mình có 2 đời chồng hay 3 đời chồng. Cho dù là bước tiếp có hạnh phúc viên mãn hay như thế nào nữa thì cũng không bao giờ là một kỷ niệm đẹp. Vì mình vẫn là một người con gái 2 đời chồng. Dù sao nữa nó vẫn có một cái tiếng không tốt cho người phụ nữ đó. Cho dù mình có tốt hay là mình có như thế nào đi nữa thì cái tiếng không tốt nó vẫn đeo bám mình hoài. Chi liệu có tiêu cực quá không? Tại vì mình thấy cái chuyện mà một cô gái nào đấy bước ra khỏi một cuộc hôn nhân và tiếp tục có hạnh phúc mới, nó không phải là một cái gì đấy nó hiếm gặp ở bây giờ. Không anh, tại vì hiện tại giờ em đang bị quê vanh cái đó quá nhiều. Em nghĩ là đương nhiên một chồng một vợ là một cặp đôi viên mãn. Em cũng là một cái vị trí ở trong cộng đồng LGBT nhiều người yêu thương. Thì cái sự lan tỏa của em nó rất là rộng. Cái chuyện tình của em rảy đổ nó là một cái sự nó rất nặng nề hơn là một cặp trai gái bình thường. Tại vì em là người đặc biệt. Trong cuộc đời này em sinh ra em đặc biệt. Em được ba mẹ chồng cưới hỏi cũng đặc biệt. Không phải cô gái chuyển giới nào cũng được. Nên sẵn trên sóng này em cũng rất cảm ơn ba mẹ chồng em, rất thương em và để cưới hỏi em. Và chồng em đã cho em một hạnh phúc viên mãn 5 năm vừa qua. Nhưng em chỉ có hơi tiếc cho em là tại vì cái duyên phận em nó không được trọn vẹn. Điều đó là điều em nghĩ là bản thân chồng em và em đều không ai muốn hết. Nhưng cái duyên nợ và em tin chắc cái duyên phận duyên nợ nó có thời gian cho mỗi cặp. Có những cặp yêu nhau một cái người ta ở suốt đời. Có nhiều cặp 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 3 đứa con, 10 đứa con vẫn gãy đổ. Thì đối với em, một cái cuộc hôn nhân gãy đổ nó rất nhiều lý do. Trong đó em nghĩ là nếu như mình không cần phải đi sâu ai đúng hay sai. Cái điều ai đúng hay sai nó không còn quan trọng nữa. Mà trong cuộc hôn nhân em nghĩ là tất cả cuộc hôn nhân nào cũng phải có người đúng người sai. Không ai đúng hoàn toàn mà không ai sai hoàn toàn. Nên cái vấn đề sai đúng em không bàn ở đây. Em chỉ xin nói một điều là em rất tiếc cái cuộc tình em đến với ai. Khi chia tay mỗi tình em đều rất tiếc. Nhưng em yêu ai em cũng sống trọn vẹn với hạnh phúc của mình. Nhưng duyên nợ trời định sắp bàn như thế nào thì mình phải chịu thôi. Thì em nghĩ là trong cuộc hôn nhân nào khi mà chia tay, người phụ nữ là người đau khổ nhất. Người phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối nhiều nhất. Và cái kỷ niệm á, người đàn ông có thể là đau khổ tận cùng nhưng chỉ là một thời gian ngắn. Chỉ cần có một người khác xuất hiện, người đàn ông nó có thể quên liền. Nhưng người đàn bà có cái kỷ niệm họ sẽ không bao giờ quên được. Em đang nói này là em không có đại diện cho phụ nữ, em không có binh. Nhưng em đang nói về cảm xúc của em. Cho dù có người đàn ông xuất hiện yêu thương người phụ nữ nhưng chỉ là hạnh phúc thôi. Có thể cô đó yêu thật lòng, hạnh phúc thật lòng nhưng cái kỷ niệm không bao giờ quên được. Như người đàn ông thì khác. Khi họ có người phụ nữ thì cái kỷ niệm đó hình như là 80% đã bị khép vào quên lãng. Không, cái này để anh bênh nhá. Để anh bênh lại phe đàn ông của anh. Thực chất ấy là trong tư duy và trong mọi thứ ấy, thì đàn ông trông có vẻ là dễ vượt qua những cái nỗi buồn. Nhưng về bản chất thì cái tư duy của đàn ông là những cái ngăn kéo. Họ cứ cho một vấn đề và ngăn kéo họ đóng lại. Thì tức là vấn đề họ sẽ tạm quên, họ mở một ngăn kéo khác để họ xử lý.
Thế nhưng mà khi mà họ về hay là lúc nào họ đối diện với cái nỗi buồn này, họ lại kéo cái ngăn kéo ra thì mọi chuyện nó vẫn như cũ, họ không quên đâu. Nếu mà kéo cái ngăn kéo khác ra quá viên mãn thì cái ngăn cũ sẽ bị đóng luôn. Thường là người sẽ đóng lại như vậy. Đóng luôn anh. Nên em là em nói thật, khi mà kéo cái ngăn ra ha, bây giờ hai người đàn ông đang con trai con gái đang ly hôn, em thí dụ. Thì cô gái này có một người khác xuất hiện. Kéo cái ngăn ra. Cô này đến người này đem đến hạnh phúc cho cô này. Cô này yêu thật lòng đó, cô yêu lòng thăng hoa hết lòng. Nhưng dù sao đi nữa cái ngăn mà cô ấy đóng lại, cô ấy vẫn nhớ hoài. Em đang nói về em luôn đó. Đây là cái kỷ niệm. Tại vì người phụ nữ là sống về kỷ niệm nhiều hơn là người con trai. Thực ra Chi là một khách mời rất đặc biệt của chương trình Lối Ra. Bởi vì là với những khách mời trước ấy, là cái nỗi đau này thậm chí nó đã đi qua rồi. Có người đi qua nó cả chục năm, có người thì một vài năm. Nhưng Chi thì là mới có 4 tháng nên có vẻ như đây vẫn đang là trong hành trình để tìm lối ra khỏi cái nỗi buồn này. Bây giờ cho dù á, tại vì em đã từng yêu một người 20 năm rồi, em vẫn còn nghĩ đến kỷ niệm. Em thật nói em vẫn còn nhớ lại, hiểu không? Đừng nói chi là chồng mình. Sau này cho dù em có đến với em hạnh phúc cái nào nữa, đương nhiên là em sẽ cắt đứt hẳn đó. Cắt đứt hẳn đây để cho cái người bạn đời cái mình an toàn yên tâm. Nhưng đúng, cái kỷ niệm của em sẽ gói chọn trong tim. Em không bao giờ quên được. Em chia sẻ thật luôn, để sau này có ai thương em thì cũng phải thông cảm cho em. Đấy, anh nghĩ chuyện đấy quan trọng đấy. Tại vì là nhiều ông mà thực ra cũng sẽ khó chấp nhận, có những ông như vậy sẽ khó chấp nhận cái việc là người yêu của mình vẫn còn giấu kín trong lòng hay là ôm ấp một cái kỷ niệm cũ gì đấy. Nhưng mà em nói thật ra mà. Thì đấy, biết là thế, biết em là chị luôn. Em nói ra là cái cách giải tỏa cho tất cả các chị em phụ nữ luôn. Nếu như có tình trạng như em. Tại vì khi mình giấu, mình cất trong tủ mà mình giấu, nó là vấn đề. Còn cất anh ơi, em cất nha. Cất vô là không giờ lấy ra, em cất luôn. Trong này nha anh, trong nhà anh ơi, em cất 100 triệu. Rồi, em báo anh biết. Còn em cất 100 triệu em không báo anh biết là em có ý đồ. Là thành quỹ đen. Đúng không anh? Thì tất cả những chuyện. Hay hay, ý này của chị hay. Tất cả những chuyện giống như giờ ha, em anh đi. Là em anh là đóng vợ chồng đi. Ok. Anh Dũng ơi. Ơi. Em có cất trong tủ 500 triệu. Thế hả? À, để khi nào mình có cần gì á thì mình lấy ra mình xài. Là em đang nói vật về vật chất nha. Rồi, em giấu anh 500 triệu em không nói. Khi anh phát hiện ra là em có ý xấu. Thành quỹ đen của Chi. Rồi bây giờ mình bàn vào vấn đề về hôn nhân tình cảm. Trước khi em đến anh. Anh Dũng ơi, anh đã biết em đã từng ly hôn một đời chồng. Và em là tiếp người phụ nữ sống về cảm xúc và về kỷ niệm. Em sẽ cắt đứt không qua lại với người cũ. Với người cũ. Đương nhưng nhiên. Anh đừng bao giờ khơi lại cái nỗi đau hoặc là khó chịu với em. Thỉnh thoảng em nhớ về kỷ niệm. Em xin anh một điều thôi. Thế anh cũng xin như vậy. Anh cũng có người cũ của anh, thậm chí là một câu lạc bộ người cũ của anh. Bây giờ mỗi một ngày hay là cứ mỗi một cảm xúc buồn, anh đi qua một ngày trời nắng hay anh thấy một ngày trời mưa, anh ngửi một làn hương mới, anh nghe một bản nhạc cũ, anh thấy một màu sắc mới nào đấy, anh lại gợi nhớ đến câu lạc bộ người cũ của anh. Vậy anh cũng xin với Chi rằng hãy tạo điều kiện cho anh để khi nào anh có gọi là gợi nhớ kỷ niệm, anh đừng nhớ về những người cũ. Chi thấy sao? Em nói nha, anh có quyền nhớ về kỷ niệm người cũ, nhưng anh không có quyền làm tổn thương em. Được, em ok. Ok. Và nếu như người cũ của anh, giống như em nè, người cũ của em, ha, mà người cũ của em tùy theo người, không phải ai em cũng nhớ. Thí dụ trong 5 người đàn ông, trong đó sẽ có 2-3 người đàn ông đặc biệt cuộc đời mình thì mình sẽ nhớ 1-2 người đặc biệt thôi. Ok. Còn những người khác mình cũng nên khép lại hết. Để gì? Để mình trọn vẹn cái mối tình của mình. Ok. Chứ không phải là bây giờ mình quen 10 người là mình nhớ 10 người. Em nghĩ là tất cả mối quan hệ mình đều công khai nó rất dễ từ đầu và sau này. Còn mình giấu giếm từ đầu sau này nó rất là khó khăn. Đúng. Rất là phiền. Đúng, thành kỷ niệm đen. Đúng, kỷ niệm đen là quỷ đen. Bây giờ anh hỏi Chi một chút là chính ra cái nỗi buồn của Chi sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này nó vẫn còn đang khá mới. Vậy thì trong cái giai đoạn này điều gì sẽ giúp cho Chi nhiều nhất cái việc là vượt qua được nỗi buồn của mình? Vượt qua nỗi buồn của em hiện tại bây giờ đó là kinh doanh. Là vẫn là tài chính là chính. Công việc. Khi mình có tiền thì mọi thứ nó sẽ làm cho mình bớt buồn đi. Và công việc mình càng bận
thì mình không có thời gian nhiều để mình buồn. Khi em làm mà suốt ngày ngày 8 tiếng sau em mệt buông em ngủ để em lo cho con em, nó hết thời gian rồi. Chỉ có những buồn những lúc nào em rảnh. Nhưng mà em nghĩ là buồn thì đương nhiên ai cũng buồn. Nhưng mà nếu mình buồn hoài nó không phải là cách giải quyết. Khi mình buồn hoài thì cái người bạn của mình bên kia người ta cũng sẽ không hạnh phúc trọn vẹn. Nếu người ta có người khác. Thì thay vì mình hết duyên hết nợ rồi, mình xa nhau thì mình làm một cái tình bạn đẹp đi, mình nhân văn chút xíu đi. Nếu như bên kia có người khác trước thì mình chúc mừng cho bên kia. Còn bên đây có người khác trước thì bên đây mình bên kia chúc mừng lại. Tại mình hết duyên hết nợ rồi. Còn nếu như mình cảm thấy mình không có ai thay thế được thì hai người tự quay về bên nhau. Chứ làm khổ nhau làm gì. Còn nếu như trong hai người đều có người khác rồi thì mình chúc nhau hạnh phúc. Em nghĩ là một cách rất là nhân văn. Tức là em sẽ tập trung chủ yếu vào công việc. Em bây giờ em chỉ là công việc và cái kinh tế chính nó làm cho em bận rộn. Thì khi mình bận rộn mình sẽ không còn thời gian để mà mình suy nghĩ nhiều vì cái chuyện đã qua. Tại vì cái chuyện đã qua là cái chuyện rất buồn. Mình càng suy nghĩ là mình càng buồn. Mà không giải quyết được việc gì. Mà mình càng buồn thì mình sẽ kéo theo nhiều người buồn theo mình. Thì em đã buồn trải qua 4 năm tháng rồi. Đến lúc em phải quyết định bằng lý trí để gì? Để em bước tiếp cuộc đời còn lại. Tại vì không ai nuôi em hết. Em là người phụ nữ độc lập tài chính và từ xưa giờ em chưa biết xài tiền của đàn ông. Và em cũng không thích xài tiền của đàn ông. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là em cũng chưa bao giờ có phước phần để xài tiền của con trai. Nên em hiểu được em là người chuyển giới, em phải càng cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu như em sinh ra em là con gái mà sinh ra là con gái rồi thì em lại có suy nghĩ khác. Còn em là người chuyển giới, em không được hoàn hảo như bao nhiêu người cô gái khác. Nên lúc nào em cũng tự nhủ một lần là không có ai mà lo cho mình đâu. Mình phải tự động mình làm. Người chuyển giới phải có tiền, phải có địa vị thì mới được trân trọng. Đó là cái suy nghĩ của em. Và em không có bao giờ có suy nghĩ là mình được nhiều cái phần phước như một người phụ nữ thật sự. Tại em đâu phải là người phụ nữ thật sự đâu. Em là người chuyển giới. Cho dù em gặp một người bạn đời mà thương em, người ta không nghĩ em là người chuyển giới, người ta cân bằng em với người phụ nữ bình thường. Nhưng em cũng tự trong lòng nghĩ là thôi, mình vẫn là một cô gái chuyển giới. Nên mình cố gắng, mình làm gì được, mình có tiền mình phụ cho chồng, mình đỡ một gánh nặng. Đó là cái suy nghĩ riêng của em nha. Chứ nếu như em là một người phụ nữ thật sự thì như em là có một suy nghĩ khác. Nhưng em nghĩ là một người phụ nữ bây giờ năng động, hay là một người phụ nữ mà em nghĩ mà chủ động về tất cả mọi thứ thì nó sẽ tuyệt vời. Cho dù mình có gãy đổ bao nhiêu mối tình hay là bao nhiêu cuộc hôn nhân thì mình cũng vững vàng, mình có thể mình sống. Mình có thể không khó khăn để bước ra một cái cuộc hôn nhân gãy đổ nếu mình có kinh tế vững vàng. Còn nếu như mình không có kinh tế vững vàng, cho dù mình là một người phụ nữ thật sự thì mình cũng bước ra rất khó. Vậy tức là ở một góc độ nào đấy, chính ra là như lúc nãy Khánh Chi có nói rằng là Khánh Chi cứ tự bản thân mình thấy rằng mình cũng có những cái thiệt thòi hơn so với lại những người phụ nữ mà sinh ra đã là phụ nữ. Nhưng mà thực ra như cái vừa rồi Chi nói thì đấy lại là lợi thế nhé. Nhiều khi mình nói là mình nói giống như mình thấy người ta được nhiều người thương lo lắng thì mình dùng là mình thiệt thòi, mình nói vậy thôi. Nhưng thực chất ra em nghĩ là nếu như mình biến cái thiệt thòi đó thành cái thế mạnh của mình thì nó là một điều rất tuyệt vời. Thì em đang biến cái yếu điểm đó, cái thiệt thòi đó thành một cái thế mạnh. Và em không cần nha. Em cũng rất cần một người đàn ông mà yêu thương che chở em. Nhưng cho dù em có gặp một người đàn ông yêu thương che chở em cũng vẫn là một cô gái năng động và chủ động vào tất cả mọi thứ. Em vẫn thích làm để phụ chồng em. Và em không thích là cái gì em cũng xin. Không phụ thuộc. Và chính vì thế nên là nếu như bị tách ra để đứng một mình thì cũng không bị ngả nghiêng. Nó chỉ buồn, đau khổ về tình yêu thôi. Nhưng mình không có nặng về vấn đề kinh tế. Em muốn truyền cái năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng mà nhiều người nghe qua ấy, thì sẽ tưởng là Khánh Chi dùng công việc để chạy trốn nỗi buồn. Tức là một ngày có bao nhiêu thời gian mà có thể đủ để suy nghĩ thì Chi dành hết cho công việc này, con cái này, công việc con cái. Xong cuối cùng bà mệt, bà lăn kênh, bà ngủ. Cũng không kịp buồn nữa. Anh cũng có một phần đó đấy. Đấy, cũng một phần đúng không? Nhưng mà cái việc mà Chi có thể lên đây để ngồi nói chuyện về một cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây mấy tháng thì mình nghĩ là chắc chắn là Chi đã phải có chiến lược là sẽ phải thừa nhận nỗi buồn đấy và đối đầu với nó, chấp nhận nó và đối diện với nó. Không, tại vì khi mà tụi em giận nhau anh, khi tụi em giận nhau và dọn ra ở riêng á, em không có nghĩ là tụi em cắt đứt. Tụi em cứ nghĩ là dọn ra xong rồi hai người cho nhau một khoảng thời gian trống rồi sẽ quay về bên nhau.
Nhưng mà cái điều mình nghĩ nó không có như là mình nghĩ. Tại vì mọi chuyện nó diễn ra không phải là mình muốn là được. Em nghĩ tất cả mọi thứ nó đều là cái duyên phận và duyên số. Duyên số tới đó em với chồng em nó hết rồi. Vậy là cái cách để thoát ra nỗi buồn của Chi chiến lược rất rõ ràng. Mình nghĩ cái này là có phần lý trí. Tại vì nếu không mà cứ buông cho cảm xúc thì cảm xúc nó sẽ làm thịt mình mất. Em đã buông theo cảm xúc 4 tháng rồi. Và bây giờ bắt đầu em sẽ quyết định bằng lý trí. Em xin là gói gọn lại, em cất vào tủ. Nhưng cái mối tình này là mối tình em sẽ không bao giờ quên được. Kỷ niệm sẽ giữ. Tại vì là chồng của em, không phải là mối tình yêu đương tìm hiểu 3 tháng, 4 tháng, 3 năm, 4 năm. Tại vì khi mà mình bước lên sân hoa với một người đàn ông nào đó, nó là một cái cuộc tình giống như là hai bên gia đình chấp nhận là chồng rồi. Nên em không bao giờ quên được. Em nói luôn để sau này ai có thương em cũng phải thông cảm cho em. Ok. Em sẽ không bao giờ quên được. Và anh ấy vẫn là một người đặc biệt trong cuộc đời em. Cho dù có như thế nào thì vẫn là một kỷ niệm đẹp. Và cũng cảm ơn anh ấy đã đem đến cái tình yêu cho em 5 năm vừa qua. Thứ đầu tiên đó là rất trân trọng quá khứ. Trân trọng quá khứ. Và thứ hai đó là lao động một cách miệt mài, chăm chỉ. Để ngoài cái việc là để dồn năng lượng cho công việc ra thì còn thêm một việc nữa là để độc lập và đứng vững về vấn đề kinh tế, để lo lắng cho mình và con mình một cách thoải mái. Và thứ ba đó là không yêu là bạn. Em không có quan niệm là em là không yêu là bạn, là tri kỷ. Chứ em không có quan niệm là không yêu là thù. Em có một câu nói là phụ nữ bây giờ đánh phấn chứ đừng đánh ghen. Là mình trang điểm cho đẹp chứ mình đừng đánh ghen. Phụ nữ thông minh bây giờ là đánh phấn chứ đừng đánh ghen. Tức là nếu như thay vì chọn một trong hai cái đánh ấy, thì mình chọn là đánh phấn, mình trang điểm mình càng đẹp hơn. Mình đánh ghen khi người yêu mình không còn yêu mình nữa, mình có đánh ghen cỡ nào đi nữa thì cái việc đánh ghen nó làm cho cả đôi bên đều xấu hổ. Và cái mối tình nó càng đi lúng hơn. Và cái kia mình càng làm lớn chuyện thôi thì đương nhiên là phải rạn nứt. Cái người đàn ông mình đang yêu người khác mà. Thì nó càng rạn nứt, nó càng đẹp, mà làm cho cái hình ảnh của mình trong mắt cái người đàn ông đó nó không đẹp. Tuy nhiên lại làm xấu mình đi. Và mình không cứu vãn được tình thế gì. Và cái việc mà Chi đến với chương trình này cũng là một cách để khẳng định luôn rằng gì, tôi đã sẵn sàng đối diện với nỗi buồn một cách đàng hoàng. Bây giờ thì mình sẽ bước sang một phần gọi là phần tư vấn. Vì sẽ có quý vị khán giả muốn đặt câu hỏi cho chương trình. Nhưng đây là câu hỏi của một người mà mình nghĩ là Chi cũng đã gặp nhiều cái câu hỏi tương tự. Tôi lấy vợ đến nay được 5 năm, chúng tôi có 2 đứa con, một trai và một gái. Bên ngoài chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng sâu bên trong tôi cảm thấy luôn đau đớn và day dứt. Vì tôi mang giới tính thứ 3, tôi yêu đàn ông. Lấy vợ thì chỉ để bố mẹ được an lòng. Vợ không biết chuyện đó vì tôi luôn giấu kín. Giống như đang đeo một chiếc mặt nạ dày cộp. Bên ngoài thì vui vẻ, còn bên trong thì như chết mòn. Có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống khi không được là chính mình. Tôi phải làm sao đây? Câu này chắc Chi gặp nhiều. Thay cái chị nghĩ, khi mình là gay, mình lấy vợ để cho ba mẹ mình vui lòng. Mình làm cho ba mẹ vui lòng đó, thì mình làm cho vợ mình đau khổ tận cùng. Khi người phụ nữ biết chồng mình là gay, điều đầu tiên là mình đã dối gạt tình cảm của ai cô ấy. Điều thứ hai là mình dối lòng cả lương tâm của mình. Thì đó em nghĩ là mình không nên. Nhưng với trong trường hợp này thì sao? Anh ấy đã có 2 đứa con rồi. Bây giờ dù sao đấy cũng là một gia đình rồi. Đã có 2 đứa con rồi thì mình phải chấp nhận, là mình phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Nhưng ý Chi vẫn là nên sống thật với lại cái mà điều anh mong muốn. Vì nếu không anh cứ tiếp tục duy trì này, như anh đang nói là anh đang chết mòn ở trong một cái vỏ bọc đấy. Anh đang chết mòn trong vỏ bọc ấy là tự do anh chọn cái con đường khó để anh đi. Chọn cách làm hài lòng bố mẹ. Thay vì từ đầu anh biết anh gay, anh nói thẳng với bố mẹ đi. Còn nếu anh đã chấp nhận, anh làm cho bố mẹ vui thì anh phải diễn tròn vai. Là tròn vai người chồng. Cho dù anh cái chết mòn trong lòng anh cũng phải chịu. Tại vì còn hơn là anh làm cho cô gái ấy tổn thương. Cô gái đó không có tội. Tự nhiên cô gái đây xuất hiện để cho ba mẹ anh vui lòng. Rồi sau đó anh nói anh là gay, anh dày dò lương tâm. Rồi anh muốn sống thật với chính mình thì anh phải làm cho cô ấy tổn thương. Đúng không? Em nghĩ là như vậy nè. Cái này nó rất là khó để mình giải đáp. Nhưng mà em cũng hơi bị lúng túng đó. Nhưng mà em sẽ nói về giống như cái cảm xúc của em đó. Cái suy nghĩ của em.
nó nhảy ra sao em nói vậy, em có biết là đúng hay không nha. Đầu tiên là phải có trách nhiệm với vợ, thứ hai là trách nhiệm với con. Nếu như mình cảm thấy mình không chịu được nữa thì mình có thể mình nói với ba mẹ mình trước, sau đó mình giải quyết với vợ mình là anh như vậy, có thể mình thể hiện cho biết từ, chứ đừng bây giờ nói là đang là anh trai tí nhá, anh là gay, anh yêu trai không, cái đó là quá sốc. Anh nghĩ buộc phải lựa chọn một cái quyết định nào của anh cũng đều gây đau đớn cho những người xung quanh. Rồi, câu hỏi tiếp theo dành cho Chi. Có lẽ tôi sắp ly dị chồng không phải do người thứ ba, chỉ là cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo này khiến tôi ngộp thở. Chồng tôi không có gì đáng chê, anh có sự nghiệp ổn định, không la cà rượu bia. Tôi cũng không phải có ai khác. Nói chung, chúng tôi không có bất kỳ nguyên nhân nào để chia tay cả. Chỉ là càng ngày tình cảm trong tôi không còn, tôi không muốn tiếp tục nữa. Con cái cũng đã lớn hết rồi, nên tôi nghĩ nếu tôi quyết định, chắc cũng anh cũng sẽ hiểu thôi. Tôi có nên làm vậy không? Không. Thứ nhất là chị đã có con, hai ba đứa con rồi. Thứ hai, chồng chị kinh tế ổn định. Tức là mọi chuyện không có gì cả. Không có gì cả thì tại sao chị chia tay? Tại vì chị với chồng chị ở quá lâu, và chị với chồng chị không có hâm nóng tình yêu, nên chị mới cảm thấy là chán đi. Thì thay vì chị rủ chồng chị đi ra ngoài mình ăn, mình đi du lịch chơi, mình tạo cảm xúc mới. Chừng khi nào chồng mình đang ngoại tình, hoặc là chồng mình không còn yêu mình nữa, đánh đập mình, thì mới ly dị. Trường hợp này thì không có như vậy. Con này vẫn còn yêu thương mà. Thật sự cái này hơi khó anh. Thật sự khó đó. Hỏi có em cũng không á. Thì thế khó thì mới hỏi chứ. Nhưng vấn đề đại khái là mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng chính vì nó không có vấn đề gì cả nên là cuộc hôn nhân này nó bình ổn quá. Nó cứ lặng lẽ nó tan thì dần. Thì em nói anh nghe, cái cuộc hôn nhân này ở đâu đó khi anh hỏi câu này thì em cảm thấy là em cũng có một cái phần ở trong này. Phần ở chỗ nào? Tức là tình cảm lâu năm không hông nóng anh. Nó bị lạnh nhạt dần. Nó lạnh nhạt dần á thì nó sẽ đi đến cái hồi là cái giống như bị chán á. Nên cô em không muốn cái sự là chấm dứt đó. Tức là cả hai đều chán, sau đó một ngày một người mở lời, người kia đồng ý, thế là xong chuyện. Không phải là mở lời xong chuyện là xong. Thì thay vì mở lời chia tay thì mình hâm nóng tình yêu đi. Mình hâm nóng tình yêu để mình giữ được cái tình yêu đó. Em nghĩ là không nên, mối tình không nên chấm dứt. Khánh Chi đã từng, nếu Khánh Chi mình nhìn ra được như mấy chị thì bây giờ chắc Khánh Chi cũng đang hạnh phúc viên mãn. Tức là đôi khi là vì chúng ta cứ để cho cái chán nó lấn át mãi mà không có một ai chủ động đứng dậy. Chán thì không nói, buồn không nói, giận không nói. Thì ngay cái đó nó rất là quan trọng. Nếu để lâu dài nó sẽ làm cho mình đến cái hồi kết mà mình không muốn. Nói chung là hãy nỗ lực thêm một lần nữa hoặc là nhiều lần nữa. Hâm nóng đi mấy chị yêu. Hâm nóng đi. Hy vọng là anh chị có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này để cho nó đỡ nhàm chán. Phần tư vấn thì cũng xong rồi. Bây giờ quay lại câu chuyện của mình. Ở góc độ nào đấy, nếu như mà tính cái khó khăn của một cuộc ly hôn là 10 đi, Chi nghĩ bây giờ Chi vượt qua được mấy? Em được qua được chắc 6. Được 6. Thế khoảng vượt qua được mấy thì sẽ sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, một tình yêu mới, một người mới? Tại vì thật sự ra mọi thứ nó đều là cảm xúc. Em nghĩ là sau 6 tháng thì em có thể mở lòng. Tại vì từ hôm chia tay đến giờ thì em cũng có một hai người cũng thích em. Nhưng mà em chưa có sẵn sàng chuẩn bị cho một cái mối tình mới. Tại vì em vẫn còn nhớ là cái kỷ niệm cũ quá nhiều. Nên bây giờ em mới quyết định để em gói gọn là em cất vào tủ. Thì em nghĩ nếu mà có một người đàn ông thích hợp mà yêu thương em thật sự thì em cũng cho mình một cơ hội. Tại vì mình cho người ta một cơ hội là mình cho mình một cơ hội. Đúng. Em cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu. Để cuộc sống mình nó sẽ vui hơn. Chứ bây giờ là em lấy công việc ra để em che đi nỗi buồn. Nhưng sâu thẳm trong đó em vẫn buồn. Tối về em nằm một mình em vẫn khóc. Em vẫn tủi thân. Và cả luôn, bây giờ có ai thương em cái nào mà em mới ly dị chồng, người ta không dám đến với em đâu. Người ta có thể thích, người ta có thể thương thôi. Nhưng để đến với một người phụ nữ mới vừa ly dị, không ai đến hết. Người ta cũng sẽ không muốn là mình là vật thế thân. Anh Chi có nói rằng là cô sẽ nhớ mãi tình yêu này, nó sẽ theo cô đến cuối đời và cô sẽ không thể nào quên được. Tôi nghĩ rằng là thời gian là một cái liều thuốc vô cùng tuyệt vời. Nó giúp cho chúng ta không chỉ là thuốc quên đâu, mà còn là thuốc an thần. Và để có một cái cách thần kỳ nào đấy thì trái tim vẫn được hồi sinh.
Và tôi tin rằng là đến một lúc nào đấy thì Chi cũng sẽ gặp được một tình yêu mà cho cô một cái trải nghiệm rằng là đây là một cái tình yêu hoàn toàn, cô có thể bước vào đấy như một mối tình đầu. Bởi vì con người như Chi, tôi cảm giác cô sinh ra để dành cho tình yêu. Cô sinh ra để cô sẵn sàng, cô phụng sự cho tình yêu. Trái tim sẽ sống lại, trái tim sẽ hồi sinh. Nếu bây giờ trong chương trình của Lối Ra này mà cho Khánh Chi một lần được giá như, Khánh Chi có giá như điều gì không cho cuộc tình đã đi qua? Giá như mà tụi em chịu ngồi nói với nhau nghe. Giá như anh ấy hiểu em nhiều hơn nữa. Nhưng mà rất tiếc là trong cuộc sống thì sẽ không có giá như được. Nhưng mà chính vì thế thì các cái kịch bản cuộc sống của anh em mình nó mới đi theo một cái đường hướng mà chúng ta sẽ không quay lại được. Và nó thú vị ở chỗ là nếu như mình cứ giá như thì mình cứ sẽ thay đổi được hết và ai cũng sẽ chọn được một và giá như, hoàn hảo. Lại vẫn giá như tiếp. Giá như người bạn đời em tin em một lần nữa. Cái điều đấy thì không phải giá như đâu, cái điều đấy là ước gì đấy. Ước gì anh đã không lỡ lời. Mời chị. Ước gì trước khi mà khép lại chương trình thì em cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả, tại vì cái cuộc hôn nhân của em là cuộc hôn nhân truyền cảm hứng cho mọi người, mà đối với Khánh Chi không muốn sự gãy đổ ở đây, nhưng mà nó đã diễn ra rồi. Thì đây Khánh Chi xin gửi lời xin lỗi tất cả mọi người đã buồn về vấn đề này và đã quan tâm Khánh Chi. Khánh Chi xin lỗi. Anh nghĩ là sẽ không ai trách Khánh Chi cả, bởi vì ai cũng sẽ lo cho hạnh phúc của mình. Không ai có trách nhiệm là phải lo cho hạnh phúc gọi là của về lứa đôi của tất cả mọi người được. Chi cũng chỉ là một người và Chi chỉ lo được cho hạnh phúc của mình đã thấy rất là nhiều vấn đề rồi. Và nếu như chẳng qua cái hạnh phúc đấy có thể truyền cảm hứng cho một ai đấy, thì cái việc nếu chẳng may nó có dừng lại thì đấy cũng là việc rất riêng của Chi. Nên là ở góc độ nào đấy Chi nói lời xin lỗi thì mình hiểu là Chi cũng cảm thấy cũng có chút buồn với các bạn. Nhưng mà không ai trách Chi cả, điều chắc chắn. Mình tin là quý vị khán giả đang xem truyền hình, đặc biệt là trong cộng đồng LGBT, mà những người được Khánh Chi và cuộc hôn nhân của Khánh Chi truyền cảm hứng thì cũng phải hiểu cho cô ấy thôi. Vì đơn giản mỗi một cuộc tình nó đều có những cái rất riêng, không phải ai đại khái là cứ phải vì trách nhiệm là vì mình đang là đại diện cho rất nhiều hy vọng thì mình cứ sẽ phải giữ mãi và mình phải chấp nhận bất hạnh cả. Nên chuyện đấy thì Chi cứ yên tâm. Rồi, nâng ly một cái nào, bỏ qua việc đấy đi. Rồi, anh em mình có thể khép lại cuộc trò chuyện ở đây được rồi. Cảm ơn Khánh Chi một lần nữa vì đã đến nói chuyện với chương trình. Thực ra rất thú vị là vì chương trình Lối Ra thường trò chuyện về những khách mời đã đi qua được những nỗi buồn của một cuộc chia tay. Nhưng Chi thì đến với chương trình khi mà nỗi buồn đấy mình nghĩ là nó vẫn còn rất mới. Và điều đấy thì nó cho Lối Ra, chương trình Lối Ra này một cái sự một vinh dự, đó là được đồng hành cùng với nỗi buồn đấy, để biết đâu thông qua cái việc là lên sóng truyền hình như này thì cũng là một dịp để Chi đối diện một cách công bằng, sòng phẳng với cái nỗi buồn đấy của mình. Và điều ấy sẽ giúp Chi tìm ra lối ra nhanh hơn và hy vọng là Chi sẽ tìm được những hạnh phúc mới, có thêm niềm vui mới để chúng ta có thể sớm bước qua những cái nỗi buồn của một cuộc ly hôn đổ vỡ. Và cái hay ở cái chỗ là chúng ta không biết phía trước có chuyện gì, nên là chúng ta vẫn còn nhiều điều để hy vọng. Và khi có những hy vọng đấy thì chúng ta sẽ sớm bước qua những nỗi buồn của quá khứ. Và đấy là điều mà chương trình cũng mong muốn gửi tới Chi. Thưa quý vị khán giả, còn với quý vị thì ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến một cuộc trò chuyện hết sức là cởi mở, hết sức là chân thành. Và rất rõ ràng luôn là khách mời của chúng tôi không giống như các khách mời khác, khi họ đã bước ra khỏi nỗi buồn của cuộc ly hôn hàng chục năm hay là vài năm. Cô mới chỉ bước ra khoảng 4 tháng. Và chính vì thế chúng ta sẽ thấy cái nỗi buồn nó thật hơn, nó gần hơn. Và cũng là một dịp để cô ấy đối diện thêm với nỗi buồn. Và đấy cũng là cái hay mà chương trình Lối Ra của chúng tôi mong muốn được mang lại cho quý vị. Hy vọng với những quý vị đang xem chương trình Lối Ra ngày hôm nay, quý vị cũng phần nào tìm ra được những cái gợi ý để tự mình tìm ra lối ra cho nỗi buồn của mình. Chương trình hôm nay sẽ phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc, đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay. Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ, thẫn thờ chính lên đanh tay rắn tay. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ, lạc ước thân đã lỡ một lần đò. Mê cung mãi miết thèm những chân nghỉ,
loay hoay tìm lối thoát ra ai cho.